Hello xin chào mọi người, lại là Lê Bóng review phim đây. Hôm nay Bóng sẽ lên cho các bạn bộ phim siêu cực hay, bộ phim xin phép được bắt đầu. Mười chiếc phòng thần này được nhân gian gọi là Thập Luân, bất kỳ ai sở hữu nó sẽ được ban cho sức mạnh vô biên và khả năng trường sinh. Hàng ngàn năm về trước có một vị tướng quân tên là Văn Vũ đã tìm thấy Thập Luân trong một đền thờ, nhưng ông ta không dùng nó để trừ gian diệt ác, trái lại còn trở lên hung bạo và ham muốn quyền lực hơn. Có thần khí trong tay Văn Vũ kiêu ngạo một mình cưỡi ngựa thong dong tiến lên kẻ địch trước mắt đông vô số nhưng đứng trước vị tướng quân cũng phải run lẩy bẩy dưới mặt mưa tên như chút nước văn vũ nở nụ cười khinh bỉ rồi sử dụng thập luân như một lá chắn bất khả xâm phạm ông ta nhảy từ trên ngựa xuống đã thổi bay vài tiên lính bọn xung quanh cũng nhanh chóng đi bán muối khi bị 10 chiếc vòng biến thành roi điện quật cho tung đít sau màn khởi động cho giãn gân cốt ông ta tung một trưởng có uy lực kinh hồn bạt vía đánh sập cổng thành dày cả thước cứ thế đám lính dưới trướng xông vào kiếm chút cơm cháo sau đó văn vũ thành lập thập luân hội và ngày càng trở nên bành trướng Cướp bóc đánh thuê hay ám sát không việc nào mà chúng không dám làm, thậm chí còn lật đổ chính quyền và thay đổi cả dòng lịch sử. Giờ hắn đã có trong tay mọi thứ nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Năm 1996, Văn Vũ tìm thấy một điển tích trên đó có ghi chép về ngôi làng tên là Đại La. Vùng đất này được cho là nơi ở của rồng thần và các linh thú mạnh mẽ. Với ham muốn quyền lực tuyệt đối, hắn không ngại cho người sông vào vùng đất thiêng này, đang bon bon chạy thì bất ngờ dừng chút chuyển động tạo thành bát trận đồ tiêu diệt hết đám thuộc hạ. Văn Vũ may mắn có thập luân nên mới thoát được cảnh đáp chiếu còn bọn lính thì mới được lên phim vài giây đã được cho đi nghỉ sớm, không còn cách nào hắn đành phải quốc bộ vào sâu trong rừng để khám phá. một người phụ nữ bí ẩn xuất hiện giới thiệu mình là ứng lệ và cũng là hộ thần của làng đại la. mặc dù đã hết lời khuyên người đàn ông trước mặt rời đi nhưng hắn ta cứng đầu không chịu. thế là hai người lao vào giao lưu cho rồi võ công. văn vũ nghĩ mình có thập luân bá chủ địa cầu nên liên tục xuất tinh. a à, nhâm xuất chiêu mạnh mẽ nhưng hầu hết đều bị ứng lệ nhẹ nhàng né tránh. cô dùng non phóng về phía đối thủ và tạo nét mặt có ngon thì mày nhào vô đây hỗ trị cái. Văn Vũ Trinh chiến hàng ngàn năm qua không ngờ lại đứng hình trước nhan sắc tuyệt thế giai nhân của nàng. Cô múa vài đường thái cực quyền rồi tiếp tục mời chào hắn ta, không thể để bị sỉ nhục hắn lập tức bay tới khô máu. Không ngờ toàn bộ chiêu thức của mình đều bị cô gái này hóa giải hoàn toàn. Hai người một cương một nhu như sinh ra là dành cho nhau. Văn Vũ vì mải đá mắt đưa tình mà dính một trường của nàng. Hắn đáp trả tóm được tay nàng nhưng xin lỗi đời đâu dễ ăn vậy. Đã vậy còn bị nàng đá tung đít và cười đều. Văn Vũ nổi máu điên tổng lực tấn công nhằm lấy lại sĩ diện. Kết quả người ta không làm sao mà 10 cái phòng lại bị giữ lại. Đang há mỏ không biết chuyện quái gì đang xảy ra thì nàng trả lại cho đủ cả vốn lẫn lời. Hắn chúng chiêu bay dập mặt vào cây rồi lại cắm đầu xuống vũng nước. Kể từ hôm đó Văn Vũ đã bị say nắng trước nhan sắc của nàng. Ngày nào cũng tới đưa cơm rồi gạ kèo giao lưu văn hóa văn nghệ, đẹp trai không bằng khoai to. Cuối cùng ứng lệ đã cảm động trước tấm chân tình và quyết định từ bỏ sức mạnh của làng Đại La để đi theo tiếng gọi của con chim. Cuối cùng, Văn Vũ kết hôn và sinh ra được hai người con con trai cả là sang chi còn con gái út là hạ linh gia đình hạnh phúc đã khiến văn vũ từ bỏ con đường quyền lực mà lui về ở ẩn cùng vợ con ngay nội ứng lệ trao cho sang chi một sợi dây chuyền ngọc lục bảo và nói rằng nếu có ngày con gục ngã nó sẽ mang con trở lại với chúng ta trở lại thực tại thì đó chỉ là giấc mơ của sang chi mà thôi anh cầm một tờ biêu thiếp được gửi từ ma cao mà lắc đầu ngao ngán sau đó xuống giường tập thể dục chống đẩy rồi lên cho mình bộ đồ sơ mi nhưng người bước xuống siêu xe lại là một thanh niên khác, vẻ mặt tỏ ra bố đời rồi ném chìa khóa cho Sang Chi. Con trai của một ông trùm khét tiếng giờ sao lại thành một nhân viên khách sạn thế này. Thị văn bạn đồng nghiệp của Sang Chi nhìn thấy con siêu xe liền hoa mắt muốn chạy thử một vòng. Sang Chi cản lại và nói rằng có bán nhà cũng không đền được đâu. Nhưng cô nàng cam kết sẽ chạy cẩn thận nên anh cũng đành chiều theo. Ai ngờ nhẹ nhàng với cô là kéo 90 km trên giờ trong phố và lãng lách đánh võng các kiểu con đà điểu. Đã vậy còn làm một pha quay xe 360 khiến anh chẳng sợ vãi cả linh hồn hôm sau hai người lên xe buýt để đi làm thì gặp một tên mùm lông mặt ốc nhồi y như ống xếp của tôi hắn thấy sợi dây chuyền của sang chi liền xin đều tự nhiên là anh nói éo và lùi ra sau nhưng lại bị hai tên khác bắt lại thủy văn vừa chu mỏ lên chửi thì bị mùm lông và cho một phát thấy cô bạn bị đánh sang chi không nhịn được liền đấm tên khốn ngã chồng vó hai tên còn lại cũng nhanh chóng bị anh bón hành cho tận miệng một hành khách thấy vợ liền rút điện thoại ra livestream câu tương tác trên mạng chỉ mất một lúc sang chi đã hạ gục hết đám không làm mà đòi có ăn điều này khiến cô nàng thụy văn ngứa người ra vì không biết anh ấy lại giỏi võ như vậy bất ngờ một tên cao to nhưng thọt tay xuất hiện từ trong cánh tay thọt đó mọc ra một thanh đao phát sáng trông rất ngầu lòi hai bên bắt đầu giao cấu võ thuật với nhau thanh đao của hắn chém rất như chém bùn sang chi có thể tránh được nhưng chiếc xe lại bị chém đứt phanh tài xế giả lên vút tay nghe qua một bên vì còn tâm trạng éo đâu mà nghe nhạc trở lại với cuộc chiến không mất sức sang chi thể hiện biệt tài làm ảo thuật bằng cách giúp cô gái nhân đôi cái laptop ghê chưa ghê chưa nhưng điều nguy hiểm nhất lúc này là tài xế đã bất tỉnh nhân sự những giây phút thế này thì chỉ có nhân vật chính mới có thể cứu nguy cho mọi người sang chi vừa đánh đám côn đồ vừa lái xe tên thỏa nhân cơ hội xông tới nhưng thụy văn đã có mặt kịp thời sau đó việc lái xe do cô ấy đảm nhiệm còn nam chính thì tiếp tục cho rồi võ công cứ đánh nhau mãi thế này cũng không phải là cách hay vì vậy sang chi đã nghĩ ra một kế đó là lợi dụng toa xe phía sau sắp rơi ra ngoài liền tung vô ảnh cước đá tên thọt xa phía sau mày tưởng mày thọt một tay mà tao nhường à cái thằng dương quá này. Tuy đã thoát được đám người xấu nhưng chiếc xe vẫn lao nhanh không kiểm soát. May mắn chiếc xe tải bên cạnh hiểu ý nên đã giúp chiếc xe bít dừng lại an toàn. Có điều là chủ của chiếc xe con mà thấy cảnh này thì chắc chỉ biết than trời tại sao số mình lại đen thôi. Sang Chi phát hiện mặt dây chuyền của mình đã bị mất liền lập tức quay về phòng để đi tìm em gái. Vì Hạ Linh cũng sở hữu một mặt dây chuyền tương tự. Sang Chi thì muốn đi lắm rồi nhưng Thủy Văn lại nhiều chuyện muốn biết rõ thân thế của anh để giúp đỡ không còn cách nào khác anh đành kể lại chuyện năm xưa. Năm 14 tuổi lợi dụng lúc Văn Vũ không có nhà bang hội đối thủ đã tìm đến để tấn công, ứng lệ vì bảo vệ các con nên đã hy sinh trong trận chiến đó. Văn Vũ quay về thấy vợ mình đã chết liền giận dữ đeo lại thập luân để trả thù. Kết quả ông ta ngày càng trở lên độc ác hơn. Sang Chi khi đó được gửi đến cho một tổ chức sát thủ để huấn luyện. Sư phụ của anh chính là một người đeo mặt nạ không rõ danh tính. Mang trong mình dòng máu của hai vị cao thủ thì Sang Chi cũng nghiễm nhiên kế thừa điều đó anh ngay trong lĩnh hội võ công và có thể một mình cân rất nhiều người hết đánh người rồi thì anh lại chuyển sang đánh cột nhà ngay cả cô em gái hạ linh cũng không thoát khỏi việc tập luyện ngày nọ văn vũ xuất hiện đưa cho sang chi một con dao và kêu con trai đi trả thù cho mẹ sau khi trả thù thành công anh đã trốn sang mỹ định cư trở lại hiện tại hai người đang bay đến macau trung quốc theo địa chỉ khi trên tấm bưu thiếp nó dẫn tới một sàn đấu ngầm mà lúc này trên sàn đấu lại là thầy quang và một tên thủy quái không lẽ bác sĩ trang trả tiền bèo bọt quá nên phải tới đây đấu võ kiếm thêm thu nhập còn sang chi thì được người ra vì tên quản lý đã đăng ký cho mình một trận đấu anh còn chưa kịp phản ứng thì thủy văn đã nhanh miệng đồng ý giúp nhưng khi lên sàn đấu sang chi mới phát hiện đối thủ chính là hạ linh em gái mình cô em đằng đằng sắc khí không nói một lời lao đến tấn công dữ dội mặc cho sang chi có giải thích cô cũng chẳng quan tâm mà cứ thế thẳng tay bón hành cho ông anh trai ăn ngập miệng hóa ra là trước kia sang chi từng hứa sau khi bỏ trốn sẽ quay lại đón em gái sau 3 ngày vậy thì càng xứng đáng nhận một đá của em gái vào ảnh đại diện Chàng Thi nằm máu me bé bét còn nàng ở phía dưới thả like liên tục. Thì ra Thụy Văn đã kiếm được khá khá tiền nhờ vào việc cá giang chi thua. Đúng là hảo bạn gái mà. Sau đó Hạ Linh gặp anh trai và hỏi tại sao lại mò đến đây. Anh nói rằng thật luôn hội đã cướp mất sợi dây chuyền của mình, nên lo sợ bọn chúng sẽ đến đây cướp nốt sợi dây chuyền còn lại trên người Hạ Linh. Cô em nhắc lại lời hứa sau 3 ngày đến đón mà tới giờ đã là 16 năm nên nói rằng không cần ông anh này nữa và đuổi Giang Chi đi. Nhưng nếu em đã không cần anh thì gửi biêu thiếp ghi địa chỉ cho anh làm gì? Hạ Linh tỏ ra ngạc nhiên vì cô chưa từng gửi một bức thư nào cho anh trai cả. Hai người chợt nhận ra là mình đã rơi vào bẫy, khi ấy hội thập luân đã tiến vào bên trong, Hạ Linh bỏ mặc Giang Chi rồi đi cùng thuộc hạ theo đường bí mật bỏ trốn. Thế là anh đành phải dẫn Thụy Văn cao chạy xa bay bằng đường hàng không Vừa nhìn xuống thôi cô nàng đã muốn toát mồ hôi Nhưng chết đến nơi rồi còn khâu trèo xuống thì xác định bay mỏng Đám sát thủ phát hiện ra hai người liền nhảy ra ngoài chơi khô máu Anh cố gắng chống trả tiễn vài tên đi chơi cảm giác mạnh nhưng chúng quá đông và nguy hiểm Còn Thụy Văn thì đen đuổi chạm tráng với một tên Hắn chơi đùa bằng cách cắt đứt dây rồi cho cô treo lơ lửng ngoài khâu chung thấy tình hình ngàn cân treo sợi lông bím, Giang Chi vội vàng chạy tới đưa tay ra đỡ lấy nàng. Không ngờ bị một tên sát thủ trích rùi cui điện khiến anh buông tay ra. Cứ tưởng chuẩn bị đi viếng đám ma và ăn cháo gà khuya thì Hạ Linh bất ngờ xuất hiện cứu Thụy Văn một mạng. Từ đầu đến cuối cô em không hề muốn bỏ trốn mà chủ yếu muốn ông anh hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Hai anh em phối kết hợp với nhau liên tục tiễn kẻ địch đi bán muối. Đúng lúc này họ bị phi tiêu thổi bay qua một góc tên sát thủ mặt nạ cũng là sư phụ của hai anh em lao ra lấy sợi dây chuyền còn lại rồi chìm én đi sang chi thấy vậy xông và đánh nhau với hắn ta một trận sau vài chục hiệp thể hiện võ công thì hắn đã bị anh vật xuống nhớ lại tình thầy trò keo sơn gắn bó nên anh quyết định siêu thoát luôn cho thầy thầy cái lồng đánh tao suốt ngày giờ tao cho đi ăn gà không ngờ văn vũ tới kịp lúc cản con trai lại ông ta lấy được sợi dây chuyền bèn tiến đến chỗ giang chi và nói con không thể nào đánh thầy giáo như đánh chó như vậy được về nhà thôi con trai yêu quý của ta ba người nhanh chóng được đưa về thập luân hội tại đây văn vũ kêu hai đứa con vào văn phòng và tiết lộ ứng lệ vẫn còn sống và bà ấy đang bị giam cầm trong một phong ấn nào đó tại ngôi làng đại la vì mỗi đêm ông đều nghe thấy tiếng vợ kêu cứu nên mới khẳng định như vậy nhưng hai đứa con kiểu không biết bố mình có chơi đồ không mà ngáo vậy để chứng minh ông ta liền lấy hai mặt dây chuyền gắn vào làm mắt của bức tượng hình con dùm ngay lập tức nước từ phóng ra rồi nhưng đọng lại sau đó rơi xuống tạo thành một bản đồ để vào làng đại la mà con đường đó chỉ mở ra mỗi năm một lần vào dịp tiết thanh minh Văn Vũ muốn hai đứa con cùng mình tấn công làng Đại La để giải cứu cho ứng lệ. Như vậy gia đình mình lại có thể hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên Sang Chi vẫn khuyên bố mình đừng chơi lá đu đủ nữa. Kết quả là cả ba đều bị giam lòng. Tại đây, Sang Chi vô tình gặp một cựu diễn viên tên Trevor. Ông ta đã ở đây rất lâu kể từ khi bị Văn Vũ bắt và có một con linh thú không có mắt mũi hay miệng làm bạn. Ông khá bất ngờ vì có người khác nhìn thấy được nó. Ơn rời bấy lâu nay tôi không bị ngào đá. Linh thú nói rằng nó biết cách đi đến làng Đại Lạc và nó muốn Sang Chi và Hạ Linh đi cùng nhưng mà không ra ngoài được thì đi bằng niềm tin và hy vọng à vừa dứt câu thì hạ linh dùng cước pháp giúp đường thông hề thoáng hẳn ra men theo đường hầm họ tới một gara xe hạ linh lập tức chọn con xe điện của hãng xe lỗ mũi châu để di chuyển thời buổi này chuyển qua dùng xe điện đi cho êm mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường quá là văn minh lịch sự luôn bây giờ thì cô nàng thụy văn mới có dịp trổ tài mấy tên sát thủ đuổi theo cũng nhanh chóng bị hai anh em sang chi cho rớt này khi ra gần tới cổng thì chiếc xe báo cần có vân tay để mở khóa đúng lúc này ông đạo diễn ném một thằng vào trong xe giúp bọn họ mở khóa thành công được đạo diễn độ thì cái gì cũng suôn sẻ dưới sự chỉ dẫn của linh thú họ nhanh chóng tới địa phận rừng trúc sau khi vượt qua bắt quái trận họ thành công tiến vào làng đại lạ <laughs> ở đây mọi người bắt gặp rất nhiều linh thú khác nhau như phượng hoàng, con ngựa mặt ngu hay kỳ lân trong truyền thuyết. Sang chi nhìn chúng mà rơi cả nước rãi. Mọi người được chào đón bằng những ánh nhìn rất thiện cảm, chỉ cần gái sai một cái thôi là cả làng lao vào cho đắp chiếu luôn. Lúc này một người phụ nữ bước ra giới thiệu tên là ứng nam và là em ứng lệ cũng như là gì của hai đứa. Sau màn giới thiệu có phần hơi ngượng người của hai đứa cháu, bà ấy dẫn họ đi tham quan làng Đại La và kể lại lịch sử của nơi này. Hàng ngàn năm trước, ngôi làng đã bị tấn công bởi một con ác long. Ngay lúc nguy cấp thần long xuất hiện cứu dân làng thoát khỏi họa diệt vong, thần long sau đó đã phong ấn ác long cùng đồng bọn vào một ngọn núi nhưng con quái thú này không bao giờ chịu ngủ yên nó dùng năng lực của mình để mê hoặc những kẻ mang sức mạnh đến giải cứu cho nó có lẽ văn vũ đã bị nó mê hoặc nên nghĩ rằng ứng lệ vẫn còn sống và đang bị giam cầm ác long gian xảo nó hiểu rằng chủ nhân của thập luân chắc chắn sẽ đủ sức để giải cứu nó để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới mọi người giao giết dùng vẩy rồng để tạo ra các loại vũ khí có một không hai sau đó ứng nam đưa hai đứa cháu đến nhà thờ tổ và tặng cho chúng hai bộ giáp làm từ vẩy rồng có thể khắc chế ác long cơ bản là chất hơn nước cất riêng Hạ Linh còn được tặng thêm một món vũ khí, cầm lấy đi cháu mai mốt còn đánh nhau để bảo vệ đất của gì. Mọi người bắt đầu lao vào tập luyện cho trận chiến sống còn này. Thủy Văn vì không biết đánh cận chiến nên được huấn luyện bắn cung, còn Sang Chi được tập luyện riêng với Dì và nói rằng năm xưa mẹ của cháu đã đánh tung đít cha cháu bằng khí công thái cực quyền. Thế nên hôm nay Dì sẽ dạy cháu môn võ công này. Sau 7769 lần bị bà ấy bón hành ngập miệng, Sang Chi mới hiểu tại sao bố mình bại trận. Cuối cùng anh cũng lĩnh hội được những chiêu thức huyền diệu của môn võ công khí tụ đan điền. bên kia văn vũ cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến tần suất nhìn thấy người vợ quá cố mỗi lúc một nhiều khiến ông ta rơi vào trạng thái bi thương rất nhanh cái ngày mà mọi người không mong muốn cũng đã đến văn vũ cùng người của ông ta đã tiến vào trong ngôi làng hai bên không nhiều lời trực tiếp lao vào quyết một trận sống mái với nhau một phen thắng làm vua thua thì làm nô tỳ sở hữu sức mạnh công nghệ tiên tiến phe còn lại thì dùng hào quang nhân vật chính để chiến đấu hai anh em sang chi với sức mạnh của mình đã khiến rất nhiều tên sát thủ đi bán muối ngay cả linh thú cũng tham gia trận chiến này một thằng láo rảnh rỗi đi chọc hoàng thượng. Kết quả bị ăn và cho bay nguyên bộ nhá. Ứng Nam muốn chơi solo với em rể nhưng tên ninja mặt nạ đã ngăn cản. Vì dân làng không ai muốn đắp chiếu sớm nên Văn Vũ đi vào trong rất thành thơi. Sang Chi nhìn thấy tỉnh lao đến nhưng lại bị tên thọc tay cản lại. Chú mày quên còn chị nữa hả? Thế là Hạ Linh giao đấu với tên thọt còn Sang Chi tìm ông bố của mình. Việc đầu tiên Văn Vũ làm là thắp hương cho vợ và khuyên thằng con hãy theo phe mình. Nhưng thằng con vẫn cương quyết kêu bố đừng phê lá đu đủ nữa. Thế là hai cha con lao vào giao lưu ít văn nghệ với nhau. Đấu với một kẻ có hàng ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu thì Sang Chi nhanh chóng bị đá cắm mặt xuống đất. Ông ta tức giận chửi thằng con đúng là cái đồ khôn nhà dại chợ. Đúng lúc Văn Vũ quay đi thì đứa con trai yêu dấu lại cầm gậy tính phang lén bố của nó, lần này thì bố éo nhường mày nữa rồi. Ông một trưởng đánh bay Sang Chi ra khỏi đền thờ, sau đó dùng thập luân liên tiếp tấn công về phía con trai. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ sức hạ nổi nhân vật chính. Sang Chi lúc ấy cũng nổi máu cho đến nói rằng chính Hạ Vũ đã khiến mình bước vào con đường giết người không gớm tay. Bao nhiêu uất ức trong lòng giờ anh chuyển thành quyền cước để khô máu với ông bố. Hạ Vũ không ngờ thằng con trai lại có thể đánh mình như vậy. Nhưng ngay khi Sang Chi khuyên ông quay về vì mẹ đã mất, Hạ Vũ liên tức giận đấm thằng con một cú trời giáng khiến nó bay thẳng vào hồ nước gần nó. Nghe thấy tiếng vợ gọi bên tai, ông lập tức bay tới chỗ Ác Long đang bị phong ấn rồi dùng thập luân liên tiếp tấn công vào cánh cửa cánh cửa bắt đầu có dấu hiệu không trụ được nữa khi ấy một vài con quái vật biết bay thoát ra ngoài thấy tình hình nguy cấp ứng nam đề nghị hai phê hợp được chiến đấu nếu không muốn đáp chiếu cả lũ nhưng tên thật không quan tâm còn tỏ ra khinh bỉ ai ngờ tên ninja mặt nạ bị một con quái bắt đi và hút lấy linh hồn bọn quái vật này không thể bị giết bằng vũ khí bình thường chỉ có vũ khí được rèn từ vẩy thần long mới có thể đánh bại được chúng tuyên thật lúc này mới biết sợ là gì bèn đồng ý với yêu cầu hợp tác chiến đấu về phần mấy con quái nhỏ chúng dùng những linh hồn thu thập được rồi mang về tổ bồi dưỡng cho ác long thức tỉnh mà văn vũ bên dưới cũng nhiệt tình phá vỡ phong ấn để đàn quái vật bay ra nhiều hơn giang chỉ tưởng chừng như ba ngày nữa mới nổi lên thì bất ngờ tỉnh dậy anh nhìn thấy thần long trong truyền thuyết đang bơi xung quanh mình trong lúc mọi người trên bờ đang chuẩn bị đón chờ thần chết đang đến thì đột nhiên thần long phi lên khỏi mặt nước tấn công đám quái vật nhờ vậy mà mọi người lấy lại khí thế và bắt đầu chiến đấu Sang Chi sau đó cũng được Thần Long đưa đến chỗ Văn Vũ, trước sự ngăn cản của con trai, ông ta không còn cách nào khác ngoài hạ gục nó, nhưng lần này khác với lần giao đấu trước, Sang Chi đã sử dụng khí công của Thái Cực Quyền để khắc chế bố của mình, vì lần trước từng bị đánh bại nên ông không lạ gì muôn võ công này. Mày còn non lắm con trai à? Ông dùng Thập Luân biến thành một cái roi điện nhằm khóa chặt Sang Chi. Con cũng đâu phải dạng vừa đâu bố ơi. Anh dùng Thái Cực Quyền nhanh chóng khống chế Thập Luân và biến nó thành của mình. Văn Vũ lúc này cay éo thể tả nổi hai cha con tiếp tục giao đấu với nhau một trận long trời lở đất họ dùng tất cả các chiêu võ của mình để tấn công đối thủ nhưng đều ngang tài ngang sức tuy vậy văn vũ vẫn còn giấu nghề ông ta đấm thật mạnh xuống đất tạo một cơn địa chấn hất văng sang chi lên cao sau đó bay lên tung cú đấm yêu thương và thằng con khiến nó cắm sâu vào lòng đất nhưng sang chi có hào quang nhân vật chính thì làm sao dễ chớt vậy được không những vậy anh còn có thể điều khiển toàn bộ thập luân bây giờ cuộc chiến có lẽ đã ngã ngũ anh không thể nào gõ đầu bố mình nên vứt bỏ thập luân như một lời cầu xin bố quay đầu là mờ anh dở bài nước mắt ấn nệ của mình ra nhưng người bố thì vẫn mù quáng vẫn muốn cứu người vợ đã chết của mình giờ đây ông chỉ muốn cứu người vợ của mình mà thôi nhưng tất cả đã muộn rồi vì ác long đã phá vỡ phong ấn thoát ra ngoài văn vũ đau đớn khi biết mình đã bị lừa ác long bay lên cao rồi quay lại tấn công hai người bọn họ văn vũ đeo lại thập luân rồi lao đến cứu con trai cũng vì vậy mà ông đã bị nó bắt được lúc này văn vũ mới hiểu được chân lý cuộc đời không có ứng lệ thì ông cũng chẳng thiết gì mạng sống nữa nên đã chuyển lại thập luân cho con trai Vị tướng quân chinh chiến mấy thế kỷ cuối cùng cũng ngã số. Sang chi tức giận tính đấm bay đầu Ác Long thì Thần Long bay tới đẩy nó vào trong vách đá để lộ ra hang ổ của đám quái con. Thế là nam chính liền đánh sập vách đá để ngắt đám quái con rồi nhảy lên Thần Long tiếp tục chiến đấu. Thần Long nhanh chóng bay đến cuốn lấy con Ác Long, nó bị khống chế liền vùng vẫy dữ dội mong thoát ra ngoài. Thấy chủ nhân sắp hẹo đến nơi rồi mấy con quái con không biết từ đâu bay tới mớm cho Ác Long ít linh hồn. con quái vật được tiếp thêm sức mạnh liền tung chiêu thoát khỏi mặt nước và giành lại thế chủ động. Ác Long tóm được thần Long liền há mồm tính đá lưỡi một tí. Trưởng thôn Định bắn tên vào cổ Ác Long vì nơi đó chứa sức mạnh linh hồn mà nó nuốt được, nhưng không may bị quái con tóm được. Mà lúc Sang Chi tính lao lên ứng cứu thì nó dùng đuôi tấn công hạ linh nên anh không thể bỏ rơi em gái. Anh đã bỏ rơi em gái một lần rồi và anh không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa, nhưng mà tình thế đang rất nguy cấp. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm hết tại đây thì một mũi tên từ đâu bay tới xuyên cổ con Ác Long hóa ra chính thủy văn đã bắn mũi tên đó chớp lấy thời cơ con quái vật đang trọng thương hai anh em sang chi cùng thần long lao vào hấp diêm tập thể nó sang chi nhảy lên cao rồi dùng thập luân đánh thẳng vào mùng con ác long này thì đòi đá lưỡi bậy bạ này con quái vật lập tức bị thập luân đánh phá từ bên trong tan tành Cuối cùng Bình Yên đã trở về với làng Đại La nhưng hậu quả của cuộc chiến để lại sẽ khắc sâu vào trong tâm trí của mọi người. Cái thiện bao giờ cũng sẽ chiến thắng cái ác nhưng bạn phải đấu tranh và chấp nhận đau thương. Đừng ngồi chờ người khác ban ơn cho mình mà hãy tự đứng lên mà giành lấy nó. Vì chỉ có chính bạn mới có thể cứu chính bạn mà thôi. Phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Nhớ đăng ký kênh để có những thông báo về video mới nhất nhé. Bye bye mọi người.